sáng là một viên như này, viên trung bóng đông lạnh. Em có chê không? Những cái viên thức ăn kia thì có chê. Sáng nó chỉ có ăn một chút thôi nè, nhưng mà cái này nó lười ăn, cái này nó tan ra lại, nó lại không ăn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.